có một kiểu con gái, dù đông hay hè, dù thích ăn chè hay uống trà sữa thì cũng không thể khép giữa hai hàng chân. Kiểu con gái này cực kỳ cá tính, tốt bụng và lười học. Quần hay váy, dù mắt hấp háy soi dai hay chỉ thích ngắm gái thì em vẫn hăng hái thả Giáng sinh. Kiểu con gái này dịu dàng, dễ thương, chăm ngoan, học giỏi. Xe đi sau, đầu đi trước, hăng hái việc nước, đảm việc nhà, sẵn sàng chiến đấu hy sinh, hết mình vì bạn bè, đồng đội. Kiểu con gái này rất nhiệt tình, nhanh nhẹn, dễ nóng tính, mau quên. Cao hay thấp, dù mập hay gầy, dù đi giày hay đi dép thì nàng vẫn không khép nép đôi vai và không thể vươn dài chiếc cổ. Đây là kiểu con gái không khác gì con trai, suy nghĩ người già, hơi vụng về nhưng lương thiện.